Lương, anh đang ở đâu ấy? Đang ngủ nhà đây. Nào, em một chuyện này gay quá anh ạ. Gay là thế nào? Người yêu em nó má, nó to lên rồi. Bảo dạo này người yêu em nó nghén thế nào á? Nó thèm cái gì? Nó lại thèm cái gì? Nó lại thèm chuối. Ôi dở à, thế thèm chuối thì cho nó ăn chứ cái gì mà phải gay. Nhưng mà nó không ăn chuối của em. Đây là ăn chuối gay. Phải ăn chuối đấy. Thế thì ăn chuối nào chứ cũng nói rõ là sao nào gương anh cứ tưởng anh dạo này anh đang thừa chuối này. Nó không ăn chuối, nó đòi ăn chuối chuối ngào đường. À, dạo này thời tiết rét buốt nó đòi ăn chuối ngào đường thế. Dạo này nó nghén thế nào, suốt ngày nó đòi ăn chuối, suốt ngày nó đòi ăn. Thế ở trong đấy không có chuối à? Người yêu em chỉ thiện. Thế thì anh bảo này nhá, bây giờ đi ra đây hai anh em mình ngoài này làm chuối lắm. Chú thích loại nào, chuối to, chuối nhỏ, chuối ngắn, chuối dài, chuối tây, chú ta có hết. Chiều người yêu chú vậy, vô tư luôn, ra đây anh em mình đi chế biến nhá. Người yêu em chỉ ăn thiên chuối dài, anh có chuối không? Chuối dài. Rồi, em ra luôn nhá. Yêu chú thích không? Nhưng mà em thử nào. Tưởng gì chuối mà anh đẩy. Loại gì chẳng có. Thử đo đề bao nhiêu xăng ti anh ạ? Anh thôi đi vào đi, chế biến đi. Chế biến đấy. Giới thiệu tất cả anh em, hai anh em chúng tôi là bây giờ sẽ chế biến gọi là món chuối xanh ngào với đường nhá. Để chiều người yêu Quyết đang ốm nghén anh em ạ. Gì đến chiều mà đẹp quá. Chuối này gần bằng em ấy nhỉ. Nhưng mà thôi được, anh em sống nhau thì nó chả đủ liều thì mình giúp nó là sao. Thôi anh em tôi. Đầu tiên là anh em phải thái chuối này vào, gọt bỏ vỏ và cho vào nước muối để ngâm nha anh em nhá. Bây giờ gọt vỏ anh em nhá. Gọt bỏ nhá. Mà chả hiểu tại sao mà đúng là mấy bà thời tiết là thèm món ăn theo kiểu theo thời tiết đấy. Cứ rời mưa là hay thích cái món mà chuối chứ này này. Nhưng mà em thấy ấy chứ, những đứa mà bị nghén hay thì ăn chua mà. Thế thì người yêu chú được hay là hay thuộc loại hay em nó có chữa mẹ rồi. Kén chữa có chữa không chú không biết à? Em thì biết được. Này được hay là của thằng nào ấy? Về tối nay phải kiểm tra xem. Thôi nếu mà đẻ biết ngay, đéo phải con em biết ngay. chờ lúc đẻ ra biết ngay đúng không? Lúc đẻ nhìn nó dáng cái nếp xem nó giống nhau không. Thôi bao nhiêu anh nghĩ bao nhiêu là thoải mái rồi. Cho ít muối vào đi. Cho nó ăn. Để anh và anh lấy muối. Ít thôi, nó thèm nghén, nó chỉ ăn ít thôi, nó chán ngay mà. Chuối kia thì nó ăn mãi được, nhưng chuối này nó chỉ lúc nào thôi. Chuối kia nhưng mà thấy nghén vẫn chơi bình thường không anh? Được. Chuối anh em ơi. Nhưng mà nghén vợ mình nó ăn chuối của em vẫn được. Mày không cho ăn thì đúng là không được vậy.
Nào anh em cho chuối vào ngâm nước muối nhá. Ngâm muối anh em nhá. Ngâm muối khoảng tầm bao nhiêu nhỉ? Khoảng 30 phút. 30 phút anh ạ. 30 phút hay 20 phút gì đấy. Bây giờ thả anh em nào muốn để dài cũng được mà muốn để ngắn được. Thôi mình sắt luôn miếng này ra. Anh em tôi là làm kiểu này ăn nó vừa đủ miếng à, cho người yêu ăn đủ miếng luôn à. Bây giờ thái nhỏ ra nhá. Thái nhỏ, thái lát ra. Mấy anh em lưu ý là chuối xanh nhá. Làm chuối xanh ấy thì nó sẽ ngon, nó thơm hơn. Chuối chín là nó chuối xanh nó mới cứng, nó thích. Làm chuối xanh. Mai cho người yêu ra đây ở với anh nhá. Thích thèm lúc nào có lúc đấy. Được, ok luôn. Vừa sợ người yêu em nó đấy. Sau món này về ăn lại nghiện chuối của anh nữa chết giật. Nghiện được càng tốt, em đỡ khổ. Được. Em đỡ khổ. Mẹ. Cái này chỉ cần tầm độ 6-7 quả là ăn đủ rồi anh em ạ. Ăn đủ mấy tháng rồi. Chuối nhưng mà chuối anh em mình thì ăn cả năm luôn. Tôi khả năng được rồi đấy. Anh em đã thái xong rồi. Chưa. Mày nốt quả đấy đi là xong. Em đã xong đâu mà anh bảo xong. Có thể cất cái lượng muối này đi. Anh em nhìn nhá. Ngâm nhá anh em, ngâm. Ngâm anh em ạ. Bây giờ tôi ngâm khoảng 30 phút. Rồi. Anh em nhìn thấy đây. Ui dồi ôi, đèn. Ui, nhìn này anh em ạ. Nhựa chuối này. Anh em nhìn thấy nhá. Nhựa chuối nhá. Đó, đèn ngầu luôn này. Đấy, bây giờ anh em tôi đợi 30 phút sau anh em tôi vớt ra. Và sẽ chế biến thành món chuối gọi là chuối ngào đường khô. Anh em theo dõi nhá, nhớ theo dõi clip này nhá. Sau khoảng thời gian khoảng 30 phút ngâm chuối với muối để nước muối để cho nó bớt cái nhựa thì bây giờ là anh em tôi vớt ra để chuẩn bị con lên chả rán chiên nào vớt ra đây. Nước này anh em tôi phải thay nước rồi anh em ạ. Bây giờ vớt ra thì cho vào chiên vẩy lên vẩy như vẩy rau nào. Cháu lại mất ăn tối nay về vợ lại hành nhau. Vợ em hành à? Hành nó luôn. Ui, tí vẫn ăn cái ăn đây nhờ ạ. Sau khi rửa chuối xanh xong thì anh em tôi cho vào chiên chuối anh em. Bây giờ bắt đầu chiên chuối á. Đó, cho tự tay chú làm về cho người yêu ăn. Đảm bảo luôn ý, vào tay em lại không ngon, hơi phí luôn. Khéo nó nát hết chuối của anh nhé, chuối anh dễ nát lắm. Chuối cứng nát là được. Cho dầu vào, dầu luôn. Đúng rồi, thanh niên nghiêm túc. Rất là chiều vợ. Chiều không? Nhưng mà cho ăn chuối này nhưng mà chuối kia cũng đừng có quên bỏ về nhá. Mà lúc nó đòi cái đấy là anh giúp đâu. Bỏ luôn. Để nóng chảo đã. Món này đúng là dụ trời mưa gió chết mưa ở nhà ăn mà xem phim thì thôi rồi. Thôi rồi ta đã xa nhau bởi vì em. Chờ mơ nó nóng anh em ạ.
nóng lên là chiên nó mới tốt. Đổ nữa anh nhỉ. Chiên hai mẹ nhỉ. Tuyệt. Mọi ngày cho người yêu ăn nhiều hay ít thì chú phải biết, chị hỏi anh. Rồi. Bây giờ cho vào anh em nhé. Cho vào chiên nhé. Cứ ít một thôi, không có lại không chỉ thế đâu. Tí nữa mình rán mẻ này và chia mẻ này xong. Đợi khoảng tầm 10 đến 15 phút này. Chiên nó là chín cho ra. Ui. Anh ơi. Chuối ngon đấy, đảm bảo ngon. Chuối của anh kiểu ngon. Bây giờ tôi sẽ em đợt mẻ thứ nhất rồi anh em ạ. Bây giờ cho ra nhá. Đấy, sau khi chuối chiên vàng như thế này nhá anh em nhá, thì cho ra để tiếp tục mẻ thứ hai nhá. Ngon đấy, thơm. Đi nhanh lên hồ cháy hết. Về mang chuối cháy về nó lại chê. Chuối đen mà mình thích. Đừng hỏi tại sao lại cứ thích chuối hàng xóm. Thật ngon này. Dạ. Chất lượng. Em mà làm đầu bếp thì đừng hỏi luôn. Rồi. Tiếp tục mẻ thứ hai anh em nhé. Tiếp tục mẻ thứ hai. Cho hết vào. Rồi, đây cả đây. Rất là ngon. Đấy, anh em phải nhớ phải cho mỡ sủi như này nhé. Chỉ chưa? Rồi đấy. Vàng ngon biết đấy. Đây cho ra nhé. Mẻ này mẻ thứ hai anh em nhá. Đây cho ra luôn nhé. Thì thôi bấy nhiêu có người yêu nhai cả đêm. Nhai cả năm. Quá ngon luôn. Sau khi chiên chuối xong thì cho đường vào anh em nhé. Cho một nửa bát thôi. Tùy theo mức thôi. Tùy theo mức độ thèm của người yêu đúng không? Bây giờ nếu mà muốn thơm miệng là phải cho chanh hoặc là quất anh em nhé. Cho cái chanh vào. Bây cho ít nước vào anh em nhé. Xong rồi hòa lên. Quất
cho quất vào anh em nhé. Mùi thơm thì cho quất vào. Hòa tan à, có hơi tan tan, gọi là tan tan hòa ấy thôi anh em nhé. Bật bếp lên cho nóng. Giai đoạn này gọi là giai đoạn cô đường. Giai đoạn này rất là quan trọng anh ạ. Lửa thì phải bật nhỏ và đun từ từ thôi. Đường tí nữa là sẽ cho vào chảo. Và đến khi mà đường đặc quánh lại thì chúng ta mới cho chuối vào nhé. Người yêu nó thèm nên là thịt cho nhiều. Chuối nó phải trần trùi, nhiều đường mà bám phải trần trùi. Được rồi anh em ạ, à, bây giờ cho bạn đổ nhá. Đổ vào. Đảo đều tay và nhỏ lửa thôi. Cho nhỏ lửa anh em nhá. Hơi gọi là nhỏ thôi. Hòa cho nó quậy nào. Cho to lửa đi. Cho tí nữa đường mà. Nhiều quá nó tan ra được. À, cái mùi thơm rồi đấy. Mùi thơm lắm. Thơm chứ. Vừa mới cho đường vào tí đã bốc mùi lên rồi. Sau khi cô đường thì cho chuối vào anh em nhé, đổ chuối vào nhé. Đó, đổ chuối lên lên. Ôi, bỏng hết nhờ. Đảo lên anh em nhé, đảo đều nhé. Nhẹ tay rồi không cứ nát hết chuối của anh. Ui, chuối này ngon lắm. Đấy, vào đặt rồi đấy. Đặt chứ. Đây, nó phải bám vào, nó phải xăm xùi này. Chuối này là yêu thích rốt. Xăm xùi như màu gà. Chết rồi, bằng luôn tay rồi. Sau bên ngào đường xong thì tôi sẽ vớt ra đĩa anh em nhé. Ngào nó dính hết vào chuối này, nhìn rất ngon luôn. Đó. Bây giờ mới cho ra còn nóng nên là đường nó vẫn chảy, nhưng mà tí nữa thì sẽ khô lại. Khô. Thanh niên bên kia cũng đang tập để về để làm món chuối như ấy không? Ui, ngọt đường ngọt luôn rồi. Này người yêu em thích lắm đấy. Ui thơm. Ui ôi ngon quá nhỉ. Ngon đấy. Anh em nhìn nhá. Nhìn rất là hấp dẫn. Sau khi ngào đường xong thì để khô anh em ạ. Thì nó sẽ thành như này. Đấy, như này.
Rồi tôi thử một vài miếng này xem có ngon không. Ngon giòn lắm này nhờ. Chắc vợ tôi thích lắm ấy. Đấy, người yêu thích ngay. Thôi mang về cho vợ ăn hết đống này, vợ chửi cho chết ấy. Anh em nào thấy video này hay ấy, nhớ like và share và đăng ký kênh ủng hộ anh em tôi nhá. Nhớ ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ anh em tôi nhá. Chào anh em nhá. Hẹn anh em video tiếp theo nhá.